Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đã tràn ngập trên khắp mọi miền của Tổ quốc và chúng ta đang ở trong thời khắc đẹp nhất trong năm, thời khắc chào đón mùa xuân về năm mới Giáp Thìn 2024. Lời đầu tiên, Tiến Dũng Audio Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đam mê audio trên mọi miền của Tổ quốc trong thời gian vừa qua đã theo dõi, tương tác và ủng hộ cho kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tiến Dũng xin gửi lời kính chúc quý vị và các bạn đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là những bạn hàng, thương lái, làm việc, cộng tác với Tiến Dũng trong nước cũng như là ở nước ngoài. Một năm mới an khang, thịnh vượng, gặt hái nhiều thành công trong công việc và trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, trong năm vừa qua 2023 thì Tiến Dũng đã phát hành rất nhiều những video hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio, những video test review sản phẩm audio. Tiến Dũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua. Và trong năm 2024 này thì Tiến Dũng sẽ tiếp tục phát hành những video mới được cập nhật liên tục vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp năm mới này thì Tiến Dũng xin gửi tặng quý vị và các bạn một ca khúc mang âm hưởng mùa xuân. Bài hát được mang tên Ước Mơ Ngọt Ngào của nhạc sĩ Hoài An, như một lời kính chúc mừng năm mới của Tiến Dũng Audio Sài Gòn gửi đến quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Ước Mơ Ngọt Ngào mang âm hưởng mùa xuân này. Thì Dũng đang sử dụng cặp loa JBL 4425 và chiếc âm ly Acouphase E350 kết hợp với đầu đắc Tobin D70 Pro. Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sống đầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân hoa, Tết nào vui bằng Tết đón về.